Con nói to lên chú nghe chưa? Nó lên, nó bự lên. Nó xem. Đó, nói nó xong. Trời ơi, chú đẹp trai muốn xỉu luôn. Vậy là mình phải nịnh xong mình mới mời bé số đúng không? À, thế rồi chú không mua thì sao? À, năn nỉ như thế nào? Ồ, rồi mà chú vẫn không ủng hộ nữa thì làm sao? Đi mời khác. À, đi mời người khác. Thế có mời bao giờ mời cô không? Hay chỉ mời các chú thôi? Nếu mời cô thì nói như mời nào? Cô đi, nè mời thử cô đi. Mời cô nói cô xem. Cô đẹp gái cho nó tiện, cô đẹp gái, cô đẹp gái quá. Ừ, cô đẹp gái quá, xong rồi sao nữa? Xong rồi không không mời, không mời cô đẹp, không mời cô đẹp, không mời cô đẹp. Mời thử cô nè, này mời thử cô nè, mời thử đi. Con mời thử cô mua vé số đi. Cô ai cần mua vé số thì cô. Thôi thôi, không mua đâu, đi chỗ khác chơi đi, đi đi. Giờ nên biết cô nói thế thì làm nào? Mời hát tiếng. Mời người hát tiếng. Tiền mình là 3 triệu. Và đây là con xin đọc tên lại là chú Hùng, Gigi và Diana của Úc. Bây giờ khi mà bà cất tiền ra đi. Nuôi. À. Để con có nhận làm con nuôi của con bé là được, không bắt đâu.
Nghĩa là sao con? Dạ con bây giờ con phải làm gì? Giờ con mì của chú không? Không, lại chú mượn làm hết chú cứ về chú. Cho con ngủ còn hết là được thôi chú. Chú hỏi bắt con về. Cả khỏi bắt con về, tức là mượn con ngủ một đêm thôi. Phải không? Vậy bên kia là bé thứ mấy em? Bé út. Bé út. Rồi thôi để cho bé chơi. Vậy bà bán bé số được từ lâu chưa? Con nghe thì như là con bé này nó nhận thông tư là không ngoại ạ. Giờ gì nó cũng nhận, ai nó cũng nhận là cũng ngoại. Bán đi cũng như vậy nhưng mà chú. Tại vì bé đây là nó không ở đây từ trước. Cha con đây nó cũng bị xin chuyển xây đó, xin này nọ. Dạ. Mới cả mấy tháng thì nó cũng bỏ, nó không có lo vui con đi lô ở. Dù mẹ con khổ quá khổ thì đừng tính vô này ở. Dạ. Mới gặp thằng chồng treo đi cũng quá, tí nó cũng hơn tận đây nữa. Dạ. Sớm mơ là xây chiều thì chuyển cái giờ là cả tiền nó quấn này quấn nọ. Dạ. Ở không nấu, nó mới chưa đây. Dạ. Để con đi được 2 tháng rưỡi là mới chưa đây. Dạ. Dù giờ mẹ con đừng tính ở nó, con vô đây được 3 năm này, 2, 3 năm này. Dạ. Con có cái chị đây chị về chứ cũng không ở luôn được. Giờ thì nó xong giờ giấy xong thì con chưa này ở nhà trọ đại lý á. Nhưng mà cái chỗ trọ đại lý đấy thì có rộng rãi thoải mái không? Có phòng riêng không hay là như nào? Ở con tập thể chú. Ở tập thể. Dạ, ở tập thể thì con khóc rồi. Dạ, giờ nào cũng thông cảm. Có người nó cũng thông cảm, nó cũng cho, nó cũng ồn, nó khách, nó la rồi, nó cũng thông cảm, nó cũng được. Chứ cũng nó nổ mà nó. Vậy là ở và đại lý là ba mẹ con với lại bà nữa. Ở đại lý là từ khi nào? Ở đại lý con như hôm tháng 6, tháng 7 nó vừa đầu đấy. Dạ. Giờ ở đây thì bớt công tiền bây giờ cố quá để bớt tiền mình mướn nhà, mình cửa mướn thơ nhà thì không có đủ chút tiền. Nhưng mà sao không mướn một cái phòng nhỏ nhỏ vào đấy chứ thì ở cho nó thoải mái, hai mẹ con cùng đi bán mà. Bây giờ là con trẻ thì cũng bây giờ mướn thì cũng được, bây giờ không có bán hay ngày cả 200 mấy ngàn. Tiền thơ phòng, tiền ăn, tiền uống thì mình là ngày chạy đến 150-200 ngàn rồi. Dạ. Còn dư ra bên anh 30 ngàn lớn đâu cái bệnh tui và có cái bệnh đó, bệnh châu khớp. Dạ. Đi không có được, dù học đi được nhưng học đi không có được. Dạ. Tại vì giờ thấu ở đại lý, ở chung như đại lý cũng như cái số tiền đó là mình ăn thuốc. Vậy là chỉ xác định, vậy là chỉ tạm bỡ thôi chứ không phải là lâu dài đúng không? Cũng chắc mừng giờ già chắc cũng lâu dài chứ cũng mới tạm bỡ được. Vậy bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 71 không? 71? Bà là mẹ hay là? Mẹ, là con là út. À, cô này con út. Rồi con cô nào chưa cưới chồng không? Giờ cô chưa cặp ba đơn gái, cả chồng vợ cha hết ở miền Tây. Bà có ba cô con gái hết? Dạ, ba đơn gái không mà nó có chồng, giờ nằm ở miền Tây. Rồi cho con hỏi thăm thì ông xã bà còn đâu? Dạ, mất đây còn như 8 năm rồi. Dạ. Rồi bà còn tính đi bước nữa không? Chị cô là chú, vừa già rồi. Giờ mình giờ ở đây giờ nuôi ba đứa cháu ngay về, vừa sáng thì cũng đi bán kiếm 100 rương. Dạ. Chăm già chăm, rồi giờ là còn chiều là lo chăm cho nó, chăm mẹ nó đi làm. Dạ. Vì vậy giờ có chăm nữa dù làm sao, thì ba đứa cháu mình nó cố. Dạ. Mà giờ nghĩ ra rồi, giờ chăm bây giờ có chăm chi nữa cho nó mọi bước chân bước nữa chi nó cố chú. Dạ, bà nói thế thì các cô, các chú ở Việt Kiều đơn thân ở nước ngoài lại mất hy vọng. Giờ mấy người hỏi bà hỏi xem là bà có tính gả con gái bà đi không, rồi gả sang nước ngoài. Bà chịu không? Giờ đi sang nước ngoài thì nó thông thái chứ giờ tay con tay đùm tay dắt mà chắc mà ai nào chịu đâu. Không, người ta cũng muốn nhiều khi thương trẻ con nên là sẵn kiếm có người về có ba trẻ con nữa nó vui cửa vui nhà mà. Thì chừng đó thì cái duyên nợ của nó đó thì chừng đấy mình mới biết cái giờ đi mà mình giờ đi chưa mình quyết định đâu có được này chú. Dạ. Giờ chừng đó duyên nợ của nó hay là cái nợ nó trả chưa hết thì nó phải trả cái nợ thì chừng đó là mình tính đi cho mình cũng bà ơi vậy tính trước. Dạ thưa bà là có người nói là bà bán ở đây mấy chục năm rồi ạ? Bán cái số ạ? Đó là con dân thì có đi 3-4 năm mà 3-4 năm. Dạ từ cứ đâu bệnh rồi biết không có vô ở được rồi hồng đó là cứ nó lúng cũng vậy đó. Dạ ở vậy đó để cho biết thì cho nó xem rồi thì còn của mình tính mẹ con đi vô này chứ ở vậy đó thì nói cho vì của yên này nay đu lên là nén hay là hạn là không có được cái gì hết đó. Dạ. Trồng lúa lên là giờ đang lúa đang trổ là khô. Dạ. Hạn. Khi bước qua tháng 7 đến tháng 8 là đều trời mưa lụt bão sập nhà sập cửa nước rồi lụt trâu. Dạ. Không ai làm ăn được cái gì hết đó. Tức là điều kiện tự nhiên nó không tốt. Dạ, để trồng trọt hoặc chăn nuôi. Dạ. Dạ. Còn chăn nuôi là trời nắng đây là bị dịch. Dạ. Trời mưa nó xuống là bị trâu lụt làm ăn khó khổ lắm. Dạ. Cho nên là thôi giờ mình trồng
thương cháu là phải bông để vô đây rồi mình cũng như tầm bọc để con nhiều chất lên đấy. Đợi như là nó được. Rồi bà tích lũy được nhiều tiền chưa? Mấy trăm triệu rồi. Được bệnh quá chú ơi, giờ có cái bệnh. Bệnh rồi thờ bằng tinh bò rồi bệnh châu khớp muốn đi được nó quỵ xuống nó té miết rồi chú. Dù hầu tay lát chứ hết toàn cơm. Dù cháu giờ chứ nhiều hầu ảm cũng không được. Còn một đứa nữa là nó đi đâu rồi bà? Bà nậu nó nhớ quá, hôm nay cô nhân mới toàn đi dịch rồi, bà nậu nó nhớ mới xuống chiều qua bà ở đây bà ảnh dịch cho. Bà nội thứ hai á? Dạ, bà nội là ông chồng theo của nó đi. Từ hôm nay cũng như mấy tháng nay về không có cho nó đi giờ nó. Từ ông bà bệnh, bà nói bà nhớ quá nhớ, tôi cho bà ảnh dịch rồi, chiều mai bà ảnh xuống. Ví như biết trước đây là chắc định đưa bà hẹn bà bữa nào ảnh đi cũng được, mà đi mới thân lình mới biết một sáng. Thì nó mới đi chiều qua. Thế còn con bé này thì là ai đào tạo nó bán vé số, mà con thấy như là nó bán vé số còn giỏi hơn là mẹ đó. Tự nhiên mày nói chú nó khổ quá, hồi nó dứt chứ hồi mới bọc lên cái này, tên cái bọc về mà. Khổ quá, khổ mới bọc đi, chứ giờ ở nhà thì không ai giữ. Thì bọc nó đi, hồi nó mới chưa được 3 tuổi, thì bọc nó đi tới bây giờ luôn. Cứ bọc nó đi, rồi bán chừng gần tháng, vài tháng, cứ bắn đi nghỉ, giờ quơ trời, mà giờ quơ là khô khan quá, còn mấy giờ nó vô trong này. Ở đây cô nhớ là cũng được 2 năm rồi ạ. Bọc đi Hồng Nhà hầu 3 tuổi, được 3 tuổi, nay nó được 5 tuổi, 6 tuổi rồi. Thì bây giờ hôm trước mẹ cháu nói là nó cũng sắp đến tuổi đi học, mà ở đây mà cứ mẹ với bà đi bán vé số thế thì tính là học ở đâu bà? Rồi không biết giờ chưa biết học ở đâu, chú giờ cũng nhờ mấy chú giờ cũng giúp đỡ rồi dùm chân. Đấy chỉ có cả chồng cho con gái bà để có hộ khẩu Sài Gòn thì đi học giờ, mới dễ thôi. Giờ đi học ấy, là... chưa có cái giấy tầm túi đừng bén được, chưa có cái giấy cái ba. Mình ở tạm ở đại lý chứ chưa có nơi cái chỗ thành bây giờ nó còn lang bang hai cái ngõ. Giờ cũng chưa có biết cái ngõ nào mà giúp đỡ cho cháu được. Thôi giờ cũng có hay cũng nhờ mấy chú hay có giúp đỡ được thì tôi cũng cảm ơn cho chứ. Thì thưa bà, như thế này hôm nay thì có chú Hùng, cậu Ginny và Diana ở Úc thì có gửi cái số tiền là 3 triệu để phụ một phần cho cháu bé có tiền đi học. Thì chú vợ chồng chú Hùng thì cũng đang đi du lịch, nên là cô chú cũng không có mang nhiều tiền. Nhưng mà khi thấy cháu bé này dễ thương nên là chú đang chú muốn là giúp đỡ cháu một phần, và cũng còn một vài người nữa cũng đang hỏi con về cái hoàn cảnh của cháu bé này, để cũng muốn là tạo điều kiện cho cháu có thêm cái đồng tiền để gia đình có thể lo được cho cháu đi học. Thì con xin gửi gia đình đây mà nhận được con tiền là 3 triệu. Và đây là con xin đọc tên lại là chú Hùng, Ginny và Diana ở Úc. Bây giờ khi mà bà cất tiền ra đi, vậy bà cho con hỏi thường thì một ngày thì hai mẹ con bán là à đâu ba bà cháu bán là được bao nhiêu vé? 400 đô la vậy. 400 là lời 500 ngàn. 400 ngàn. Một vé lời 1.200 hay là? 1.200. Dạ. 480. Mình ở đại lý nó tính ra 1.000. Tính 1.000 mình là lời 400 ngàn. Một tháng là 12 triệu. Ăn ở đại lý bao? 12 triệu. Là đại lý bao à? Dạ, cơm thì đại lý nó bao con buổi tối không à? À, đại lý bao một bữa cơm. Cơm một cơm, còn mình sáng trưa từ tốc. Vâng. Thì như vậy khi mà bà nhận được cái số tiền này thì cũng là cỡ có khi cả tuần tích lũy bán vé số đúng không? Tiền lời á, mà không ăn uống đúng không? Dạ. Thì bà có cảm nghĩ gì không? Dạ, cũng có cái gì thằng kẹt đang đi, chú cũng như có gì nhiều. Cũng cảm ơn mấy chú, mấy cô cũng như là cùng hồi giúp đỡ cho mình. Dạ. Cho mẹ con và cháu chú cũng rất là cảm ơn. Dạ. Trước hết là cảm ơn mấy chú, mấy cô, mấy người giúp đỡ. Thì? Dạ. Thì con thấy này, con bé này nó rất là lanh. Để thì theo con là bà bằng mọi điều kiện thế mấy hai mẹ con thì lên cố gắng cho cháu nó đi học, nó có cái chữ thì sau này cuộc sống của nó đỡ vất vả, chứ không lẽ lại bé này lớn lên lại theo mẹ đi bán vé số hoài à? Không
con. À, này sáng này đi chiều cho đi học đúng đi học buổi tối dạ. Đi học sinh học buổi tối dạ. Coi như là 4 giờ tử là đi học dạ. Làm coi như 7 giờ nữa nó dạ. Một tháng làm chiều rưỡi dạ. Vậy là bây giờ một tháng vẫn học và chiều rưỡi dạ. Học chiều rưỡi là học ở đâu? Ở trường ở chợ Đẩy mình học qua bên kia không đi cái đài về dạy tư. Dạy tư gọi là có người dạy tư dạ. Từ 4 giờ tử là đi là coi như 7 giờ nữa chờ đi dạ. Rồi có Phương Yên à đúng không? À Phương Yên hát cho chú nghe bài nào? Con hát lớn to lên. Hôm nay em đi đón chú, một thân mặc vui bên thầy cô, nhà em hát, nhà nhau hát, đời em thương nhau bé lên bờ, sân tư như qua đêm mười, đẹp biết mấy thứ là ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì là em lắm hát em trong em, nhàn tâm tâm cho sáng đêm thôi, và đẹp hát vì nó đồng thời cho thầy để giáo em đàn lời, cho thầy đàn lời. Rồi thế cho con là chú hỏi đến 5 cộng 5 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng mấy nào? 1 cộng 1 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng mấy? 4. Rồi thế 4 trừ 1 bằng mấy? 4 trừ 1 mà. 4 trừ ra 1. 4 trừ ra 1 còn mấy? Còn mấy? 4 trừ ra 1 còn mấy nào? À còn 3. Rồi. Thế bây giờ con thử giới thiệu gia đình con là có mấy người nào? Con nói lớn lên gia đình con có mấy người? Mấy người? Mẹ, em Ngân. Em Nguy. 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 Còn mấy người? Bây giờ chú con nhìn chú này. Bây giờ chú muốn đi bán vé số mà chú cầm vé số chú không bán được thì con có cái chiêu nào con chỉ cho chú để chú bán vé số cho nó được nhiều nè. Thì chú cầm đi mà chú mời không có ai mua thì nói như nào con? Con nói sao? Nói sao chỉ chiêu cho chú rồi chú có quà chú bán được vé số có tiền chú lại mua kẹo cho con ăn nào? Con nói to lên chú nghe chưa? Nói lên, nó bự lên. Nói ra sao? Trời ơi, chú đẹp trai muốn xỉu luôn. Vậy là mình nick xong mình mới mời vé số đúng không? À, thế rồi chú không mua thì sao? Không mua. À, năn nỉ như nào? Chú mà muốn ăn vậy mà cảm ủng hộ đi. Ồ, rồi mà chú vẫn không ủng hộ nữa thì làm nào? Đi mời khác. À, đi mời người khác. Thế có mời bao giờ mời cô không? Hay chỉ mời các chú thôi? Nếu mời cô thì nói như mời nào? Mời cô đi, nè mời thử cô đi. Mời cô nói cô xem. Cô đẹp gái cho má tiện, cô đẹp gái, cô đẹp gái luôn. Ừ, cô đẹp gái quá, xong rồi sao nữa? Xong rồi không mời, không bảo cô mua. Thế mời thử cô nè, mời thử cô nè, mời thử đi. Con mời thử cô mua vé số đi. Ai cho má chạy vé số đi cô? Thôi, không mua đâu, đi chỗ khác chơi đi, đi đi. Giờ đem đi cô nói thế thì làm nào? Mời hát tiếng. Mời người hát tiếng. Khôn ghê à. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ ra liền à. Thế bây giờ con học thì đã học hết bảng chữ cái chưa? À. Đọc cho chú nghe là học được chữ gì đọc cho chú nghe. Đọc thử đi, chữ gì? Những cái chữ hôm qua. Bây giờ cứ đọc cho chú nghe lại nè. Thế con thích gì nào? Con thích gì nhất à? Con thích đi học. À, chỉ thích đi học thôi. Thế bây giờ có thích tìm chồng cho mẹ không? Không á. Để con đưa đi chơi nhé. Ba mới đưa đi chơi, các ơi. Không á. Nuôi với em bé nuôi mẹ. À, coi là làm. Không muốn cưới ai hết trơn.
không muốn cưới ai hết trơn ấy. Trời ơi, không muốn cưới ai hết trơn ấy. Thế con đi học ở lớp thì có bạn nào học cùng với con không? Thế có thích mẹ đẻ bé nữa không? Không, phải đẻ thêm vài đứa nữa cho nó vui. Dạ. Rồi thôi, hôm nay tới cũng muốn gửi bà lấy em một chút quà để lo cho cháu. Trong thời gian tới nếu mà có cô bác nào giúp đỡ thì con sẽ liên lạc với gia đình. Con đứng cạnh vào để ba chú chụp một tấm cho đẹp cho. Con đứng sát rồi. Rồi, làm dấu nào, cười tươi nào, 2, 3 nào. Rồi, xin chào cả nhà nhá. Rồi, bye bye. Cảm ơn đi, dạ đi, cảm ơn cô. Cảm ơn con. Chú đẹp trai. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn con nha, học giỏi nha. Cảm ơn thầy dạy cùng cha. Nhiều luôn à. Đâu, hồi sáng hả? Ở ngoài đi đâu có bán được đâu. Không, ông ngoại trai. Đâu, hồi sáng. À, ông ấy, à, ông ngoại về. Dạ, rồi. Chịu không? Giảm hy sinh, dễ từ những cái đích thích sinh hơn còn. Con cảm ơn nè, con cảm ơn cô Hải là quay thế đây, cảm ơn. Rồi, học giỏi nha, học giỏi nha. Rồi, về đi con. Bye bye con. Bye bye Vĩnh ở đây con. Rồi, giỏi, bye bye về nha. Bye bye đây nè. Bye bye luôn kìa, nó bye bye luôn kìa. Bye bye Vĩnh đây nè con. Vĩnh đây bye bye đi con. Vĩnh nó bye bye đi. Cảm ơn. Rồi, mấy bà cháu về nha.